thì đến với chương trình tư vấn du học Canada hôm nay thì công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn ngành kiến trúc sư và cơ hội định cư cũng như là một số trường có đào tạo ngành này tại Canada. Thì Canada là đất nước có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, nhưng mà dân số hiện nay thì chỉ có khoảng 35 triệu người. Mỗi năm thì Canada thu hút hàng chục nghìn lao động nhập cư từ nhiều nơi trên thế giới đến đây làm việc và sinh sống. Sinh viên quốc tế đến từ Canada cũng đã tìm thấy cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp và họ đã trở thành công dân mới của Canada với nhiều đóng góp cho đất nước này. Một trong những điều kiện bắt buộc để nhập cư vào Canada là người nộp đơn có kinh nghiệm tối thiểu là 1 năm làm việc trong lĩnh vực ngành nghề được liệt kê trong bảng phân loại ngành nghề quốc gia. Thì sau đây Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn một ngành sẽ giúp cho các bạn có cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp và đáp ứng được nhu cầu nhập cư của Bộ Di trú Canada. Đó là ngành kiến trúc sư tại Canada. Thì du học sinh có thể chọn theo hai hướng. Một là du học sinh đi học theo chương trình trung học tại Canada và thi tốt nghiệp với điểm số cao, đồng thời phải chuẩn bị một bản vẽ để nộp vào trường kiến trúc của một trường đại học. Thứ hai là du học sinh tốt nghiệp trung học tại quê nhà, sau đó xin vào học một năm đại học tại Canada và cũng phải nộp một bản vẽ để trường kiến trúc tuyển chọn. Và để nhận được bằng hành nghề kiến trúc sư tại Canada thì sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân kiến trúc, sinh viên phải đăng ký chương trình kiến trúc sư tập sự và thi đậu vào kỳ thi cuối chương trình này. Và một số trường đào tạo ngành kiến trúc sư tại Canada đó là trường University of British Columbia, là một trong những trường đại học công đầu tiên ở Canada. Khuôn viên tổng thể của trường thì lên đến 402 ha với hai cơ sở chính ở Vancouver và Okanagan thuộc bang British Columbia. Năm 2010 thì trường được công nhận là trường đại học có chất lượng giáo dục đứng thứ hai ở Canada và đứng thứ 36 trên thế giới. Yêu cầu đầu vào tại trường là trình độ tiếng Anh IELTS là 6.5, không môn nào dưới 6 chấm. Nếu không đạt được điểm chuẩn về tiếng Anh thì bạn sẽ được trường sắp xếp vào khóa học tiếng Anh của trường. Sau khi hoàn thành khóa học thì bạn sẽ được chuyển tiếp trực tiếp lên chương trình học bạn đã đăng ký. Và trường thứ hai là trường Carleton University, được thành lập vào năm 1942 ở Ottawa, Ontario. Khu viên của trường thì rộng với diện tích là 62 ha hướng về phía nam trung tâm thành phố. Đây là một trong những trường đại học nổi tiếng ở Canada về chất lượng đào tạo. Thiết bị giảng dạy và đội ngũ giảng viên thì giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Một năm học tại trường thì gồm 3 kỳ. Kỳ học mùa hè thì từ tháng 5 đến tháng 8, kỳ học mùa thu là từ tháng 9 đến tháng 12 và kỳ học mùa đông là vào tháng 1 đến tháng 4. Hiện tại thì Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường tại Canada. Để biết thêm thông tin ở các trường đào tạo ngành kiến trúc sư cũng như là thủ tục du học như thế nào thì bạn hãy gọi đến số 083-848-4879 để chuyên viên tư vấn có thể hỗ trợ cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo tại trang web của công ty là tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!